Tới giờ luôn là mình treo liên tục luôn á. Là tại xe bình thường là 1 tiếng ra một lần á bạn, nên cái tỷ lệ mà ra 2 đời ra cao hơn là cái xe bình VIP nha các bạn. Xe bình VIP là 2 tiếng một lần ra lận. Thì như mình nói đó, thì 2 đời ra sẽ có tỷ lệ ra giống như là du biển nha các bạn. Thì thay vì là có hòn đảo du biển á, thì sẽ ra cái hòn đảo của 2 đời ra các bạn thấy nha. Đây, cái hòn đảo của 2 đời ra các bạn nhìn là biết liền à. Hòn đảo rất là to nha các bạn thấy chưa, rất là bự luôn. Thấy, còn hòn đảo của du biển thì có chút ép à, nên các bạn nhìn là các bạn biết liền. Và cái hòn đảo Hydra này có tỷ lệ như mình nói đó, mình không biết là bao nhiêu phần trăm nha các bạn. Đấy, mình không có biết là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, nhưng mà rất khó ra luôn nha các bạn. Ví dụ như là mình treo 9 con đi, 9 con du biển là hết 9 con đúng du biển luôn các bạn. Là một lần này là đúng là cát hơn là cát tìm được các bạn. Khó cực kỳ nha các bạn, cái Hydra này cực kỳ khó luôn, vãi thiệt sự game thiệt. Làm hàng chi mấy bạn mà có xe VIP treo cũng khó ra lắm nha các bạn. May mắn lắm mới ra chứ thiệt, treo xe VIP tại 2 tiếng mới ra một lần là tỷ lệ ra cực kỳ khó luôn. Rồi, thì đây là cái con Hydra lần đầu tiên mình đánh. Ui, thấy rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên thấy con boss Hydra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cho bạn xem thử con Hydra này mạnh cỡ nào nha các bạn. Ủa sao binh lắc lắc vậy? Có trong mấy binh mà. Đó, để xem con mạnh cỡ nào nha các bạn. Ui. Ui. Xịn thế, xịn thế. Thấy chưa đó. Nhìn đâu thấy vô biển đâu bạn chưa? Ơ, em dở vô. Ôi đau đau đau. Ui. Từ từ anh ơi, từ từ anh ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Ô đau 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 đau. Đau nha. Ủa bạn thấy chưa, nghe cái tiếng gầm không? Ủa rất đã nha mày. Và như mình nói với bạn thì admin ghi rồi đó. Riêng cái con Hydra này á là sẽ có rune tay 4 nha các bạn. Đấy, chỉ có riêng Hydra nha các bạn. Còn C bình thường là vẫn có tay 1, tay 2, tay 3 thôi. C này cũng có tay 1, tay 2, tay 3, nhưng mà kèm thêm đó chính là tay 4 nha các bạn. Đấy là level 4 ấy. Thì tỷ lệ ra cái rune level 4 là rune khổng lồ các bạn, thì rất thấp nha các bạn, chỉ có 1% thôi. Đấy, còn tỷ lệ mà rune level 1 á, level 2, level 3 thì như level 3 admin đã búp lên rất là nhiều nha các bạn. Rune level 3 bây giờ như là tới 20 mấy% luôn. Là tỷ lệ ra cực kỳ cao luôn đó các bạn yên tâm. Đấy, không có sợ rune level 3 nữa, bây giờ là chỉ có rune level 4 mới là nhân phẩm nha các bạn. Hồi xưa rune level 3 là nhân phẩm, còn bây giờ rune level 4 mới là nhân phẩm nha. Thế là vậy. Một khi mà làm hàng cùng các bạn nhìn đánh không? Ôi, làm hàng đánh khắp nơi đã vô. Hòn đảo rất là bự như này thấy không nè. Nhìn cái mặt nè. Hòn đảo bự kinh khủng luôn. Trời ơi. Nhưng mà cứ lặn đi rồi lặn lên khó chịu vậy. Rồi túng qua bên kia rồi sao quá kiếp. Ồ, cái đảo đã bự rồi. Thế phải chưa? Đây đây. Nữa. Ơ, hay nhờ. Thì du biển này á, lộn. Ở mà du biển các bạn ơi, du biển rồng ba đầu này thì có ba dạng nha các bạn. Đó, như là ba dạng luôn á. Thì dạng ơi vãi. Khó kìa các bạn nhìn kìa. Ôi, thì dạng đầu tiên sẽ là như vậy. Còn dạng thứ hai là hình như là lên bờ, và dạng thứ ba là còn một tí máu các bạn. Ba dạng lận. Rồi để xem coi ba dạng sẽ như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình toan rồi. Ôi khó lắm nha các bạn. Tại vì mình đang xài cái trái da mi này các bạn ơi. Cái trái da mi này mình chưa có thức tỉnh á, nên yếu lắm. Thật sự luôn. Thà đánh thì mình xài một cái trái mà như là mấy cái trái mà có thể đánh vô biển ngon, trái rồng nữa bạn. Đó, trái rồng thì biến firm á, hay là phonic đó, hoặc là mago, hoặc là ai đứng trên biển được quánh đó bạn. Chứ đứng trên bờ vậy bị khạc có mấy phát tan à. Mago ở lộn, cái trái yami này các bạn thấy không, mình đâu có làm được cái gì đâu, mình chỉ có đứng xài kiếm không à, nên đánh hơi cực nha. Rồi để mình qua bển lại nha. Ôi các bạn ơi, sắp tới rồi, trội cả server quánh mới đổi nha các bạn. Mạnh thực sự luôn bạn, đúng châu mạnh luôn. À, ra qua cái dạng hai các bạn lên bờ đứng rồi nha bạn. Đó, thấy không, đó khi mà Hydra mà lên bờ đứng là qua dạng hai rồi nha. Khó cực kỳ khó luôn bạn. Nguyên một cái server bu vô đánh mới nổi nha các bạn. Hình như là dạng 2 là sẽ tới 5 mờ máu lần. Đấy, 5 triệu máu lần. Cái dạng 1 là 2 triệu rưỡi đúng không? Đó, dạng 2 5 triệu máu, và cái dạng cuối cùng là dạng yếu nhất các bạn lúc đó là hay ra yếu nhất là như là có 2 mờ máu thôi. Rồi. Để mình tới và mình xem cái dạng 2 xem như thế nào nha các bạn. Cái dạng này khá là trâu nên yên tâm. Các bạn thấy chưa? Các bạn này sẽ đã núp ra hết rồi nè, núp ra hết để hồi máu rồi nè. Khó cực kỳ khó luôn bạn. Đâu bạn không nè. Nguyên một server bu vào đánh luôn á các bạn thấy chưa nè. Mình ơi ly bạc ti hết rồi nè. Ở đây không còn ai luôn nè. Tất cả bu ở đây để đánh con boss Hydra này rồi. Ôi du biển. Trời ơi rồng ba đầu. Độ du biển. Đây là du biển. Trời ơi. Lần đầu tiên mình đánh luôn nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình đánh luôn á. Sao từ khi game update tới giờ nó khó kinh khủng các bạn ơi. Kiếm đã khó rồi. Đó thấy không cái mặt nè. Đấy cái mặt của Hydra. Ôi. Ôi giỡn. Cái gì mà. Ôi. Khè một cái. Mất 8 lần haki quan sát. Thấy không? Mất 8 lần haki quan sát và nửa cây máu luôn là 16 hit. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời cái dạng này là không có tới gần được nha các bạn. Cái dạng này các bạn chỉ đứng xa chừng chưởng thôi bạn. Giờ đó tất cả các bạn đều đứng xa chừng chưởng thôi à. Không có dám vô trong luôn á. Trời ơi gặp. Ui. Thôi. Khó quá.
Có vậy 2 năm mờ máu đúng đó bạn. Mạnh, thực sự mạnh luôn á chứ. Không thể tin được. Mạnh giá mang mạnh. Gì đây? Quánh đi, lo quánh đi kìa. Châu quá, giờ chỉ có đơn trưởng Phoenix Play vô câu máu thôi nha bạn. Đó, câu máu thôi. Đấy, và đợi hai kêu quan sát hồi và đánh tiếp thôi. Châu cực kỳ châu luôn. Các bạn chưa? Đó, gầm phá hai kêu quan sát mà còn mất máu. Game khó thật sự. Rồi, có mấy bạn toan được kìa. Bạn toan đang chạy tới giống mình đó bạn. Khó ai mà sống được cả ba dạng nha bạn. Đấy, mà trừ khi các bạn không vô quánh luôn á chứ. Các bạn mà đứng vô quánh phát là một đống máu luôn á. Đây là đông người nha bạn, nên đó, nên rồng ba đầu này là chia ra phải chưa? Chia ra từng người đó. Chứ mà các bạn ít người là trầu vô chắc không thể nào mà đánh nổi luôn bạn. Trời ơi. Bây giờ mình cứ đi vô là đó gầm một phát là nhiêu đó máu à. Đó cứ đi vô gầm phát nhiêu đó máu, nhiêu vô gầm nhiêu đó máu, khó kinh khủng khó luôn. Rồi không sao. Rồi cái melee răng kia admin đã sửa lại rồi nha các bạn, thấy chưa nè. Tại mình reset ta á, mình nâng vô một ít vô điểm răng kia để mình có thể hồi máu các bạn. Và bây giờ điểm le răng kia trời hồi đúng lâu luôn bạn, chưa e đâu thấy chưa. Chiêu e hồi máu nó hồi lâu cực kỳ luôn. Để mình xem coi là cái rương như thế nào thôi nha. Chứ đánh mình nghĩ là đánh con Hydra này cũng chắc mình nghĩ không biết có từ từ để coi nha. Mình đoán chắc cũng hơn giống như du biển các bạn, là kinh nghiệm với tiền không có game thôi. Quan trọng là lụm rương thôi. Đó là vậy. Thì cứ để coi đã. Để coi như thế nào đã. Hồi không có dám tới gần cho các bạn xem được nguyên cái hình dáng của Hydra luôn á. Giờ tới là cứ nửa cây các bạn, không dám vô, không dám vô. Chứ giờ cứ dám đứng ngoài chân trưởng vậy thôi nè các bạn. Không dám vô. Ôi ấy gặp trời ơi đẹp không mà admin làm đẹp được nhớ bạn. Rồng du biển này đẹp quá các bạn ơi, rồng Hydra đẹp quá đó. Ui ôi ôi gặp một phát trời ơi. Ôi, tự nhiên mình mặc cái áo này chị ta hèn chi, mình mặc mấy cái giảm đam chứ đúng không. Đây để mình kiếm mấy cái mà giảm đam bớt các bạn ơi cho đỡ chứ cái gì mà đau quá cái này nè. Đó thôi, những cái này cũng đâu có giảm đâu, lộn rồi. Từ từ đấy. Thôi hoặc mà mình có thể xài vô kiếm cũng được, đứng ngoài trưởng vô cũng được các bạn, không sao kệ đi, không còn giảm đam đi, tăng đam vô kiếm cũng được, quánh cho lẹ các bạn. Chứ châu quá, châu mà mạnh nữa. Mình nghe nói là khi mà gần hết máu các bạn là con Hydra này còn triệu hồi thêm mấy con du biển mà xương các bạn. Đấy mấy con du biển dạng xương ấy đó, ra hình như là 10 tỷ máu các bạn, là các bạn không thể nào mà tiêu diệt du biển được đâu, là các bạn chỉ có tiêu diệt Hydra nhanh không không là toang đấy. Vậy khó đến vậy luôn á, không đùa đâu. Ủa các bạn nhìn cái đuôi kìa. Ôi em biết rồi, biết quay qua em đúng không? Ôi em biết rồi. Thấy quay qua đây là thấy nghi rồi nha. Rồi quay qua chỗ khác là an toàn đó bạn. Không được, không thấy rõ cho các bạn luôn á. Đây tới gần phát nè. Như tới gần phát là quay qua đánh mình luôn nè. Rồi đúng rồi bạn ơi, đúng nè. Gầm. Ôi nhìn mặt ba đầu ơi. Ôi em dở. Vô cho xem mặt thôi mà căng quá. Vô có nhìn mặt không mà trời, ăn mấy cục như phun mấy cục liên tục các bạn. Phát trời còn tí máu luôn bạn, căng vãi. Ê gì vậy, tay này. Ô gì vậy. Ôi mất cái đầu nữa bạn. Ô. Ô xỉu các bạn ơi, xỉu nha. Đó bạn nhìn nè, đây nè, đó bạn không? 10 tỷ máu. Vãi. Vậy hình như mình, ủa thì vậy là sao ta? À giờ tranh thủ quánh nè bạn. Quánh nhanh. Ai, cái gì? Oh, em giỡn cái gì vậy? Cái gì mà tự nhiên xéo phát một cục máu vậy? Du biển hả? Du biển 10 tỷ máu này, đó hay du biển xương á là 10 tỷ máu luôn nha các bạn. Là các bạn sẽ không không thể nào mà tiêu diệt nổi luôn. Chỉ có mà đó phải không nè, là tranh thủ quánh cái con A là vậy, là cái dạng ba là cái dạng Hydra sẽ xỉu nha các bạn. Đấy, cái dạng thứ ba là cái dạng Hydra sẽ xỉu. Và các bạn phải nhanh chóng là tiêu diệt Hydra trước khi là mấy con du biển, hai con du biển này tiêu diệt mấy bạn ấy. À hay nhờ. Ủa chỗ ba cái đầu mất tiêu kìa. Ý cút đâu rồi, cút đâu rồi. Rồi xong rồi các bạn. Ô xong rồi. Rồi cút đâu rồi, rương mấy hả? Ô rương 4 hả? Ôi rương gì vậy? Level 4 hả? Ôi tay 4 hả? Ôi tay 4 hả? Cái rương gì vậy? Cái này rương gì? Ủa cái rương này tay 4 đúng không? Phải không? Ôi ôi 44 kiếm chém một chi. Rương này rương tay 4 hả các bạn? Ôi cái này rương tay 4 này chứ gì nữa. Đúng không? Cái này rương tay 4 chứ cái gì nữa các bạn?
Ôi đẹp kìa. Ôi vãi. Tại vì mình có coi admin đó bạn, coi clip admin á thì admin ghi là có ba cái rương rồi T1, T2, T3. Thì T1, T2, T3 thì giống như là si bình thường đó bạn. Nhưng riêng T4 nè bạn, cái này rương T4 nè. Vãi. Rương T4. What? What the hell? Ôi. Đã vậy. Ôi bạn ơi, xịn vãi luôn. Rồi rồi, cất chắc quỷ vô mới được. Vãi. Đây là rương T4 như vậy mình chắc chắn luôn á, tại vì rương tại mình coi mấy cái rương T1, T2, T3 rồi là cũng y chang vậy à các bạn ơi. Cũng y chang như là du biển bình thường thôi, còn riêng. Vãi. Ghê vậy. Kinh thật sự. Ôi đã quá các bạn ơi. Rồi bạn kia được cái đồ legend gì vậy? Đâu? Đồ legend gì đâu cho coi két coi. Đồ gì vậy? Hình như là mình không có được gì hả bạn. Mình không có rớt đồ gì hết á. Rồi đi xem coi. Đúng rồi bạn ơi, mình không có rớt đồ gì nha các bạn, không có rớt cái đồ gì hết á. Ôi từ từ. Cái này à không phải các bạn ơi, Kusen Goku. Ô đâu đồ gì vậy? Đâu coi. Đâu? À cái áo hả? À áo choàng à. Wow, bạn nhìn áo choàng kìa, rớt kìa. Wow. Xịn thế. Trời ơi 44 game các bạn ơi. Đã thực sự luôn cái rương level 4. Oh my god, cái rương level 4. Lần đầu tiên đánh mà được rương level 4. Rồi xem xích đao trong 15 phút nữa các bạn. Ôi đã quá các bạn ơi. Trời ơi, bạn nào được gãy phép luôn vậy? Cái cây đó là cây vũ khí mới nha bạn. Gì hơn toàn hơn con giấy xong mình kinh kia con giấy. Trời ơi, cây quá. Rồi nhớ bạn, mình nghĩ là kết thúc đây tại đây nha. Thì lần đầu tiên mà mình đánh được con du biển rồng 2 đồ ra 3 đồng này mà mình còn được cái rương 4 luôn bạn. Có 1% ra thôi nhớ bạn là rương 4 ấy. Cực kỳ hên luôn, may mắn luôn các bạn ơi. Thôi mình nghĩ là kết thúc đây tại đây nha. Thì các bạn thấy hay cho mình xin like, subscribe của mình nha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye.